TV, kênh giải trí tuổi thơ. Anh Na nghe chị hát có hay không nè? Bây giờ chị sẽ cho anh Na uống trà nha. Trà hoa cúc rất là thơm. À, chị Quỳnh Anh vào đây chơi với em đi. Em đang tổ chức tiệc trà cho Elsa và Anna đó. Ôi, vui quá ha, cho chị chơi với. Nhưng mà Anna với Elsa của em khá là nhỏ so với bộ tiệc trà này. Em có muốn hai nàng công chúa lớn hơn không? Dạ có. Không những là có hai nàng công chúa lớn, mà chị còn có rất là nhiều bất ngờ dành cho em nữa đó. Xem chị nè. Ta-da! Wow! Em sẽ chọn Anna, tại vì em thích làm công chúa Anna. Anna của em có đôi bút xinh ơi là xinh luôn. Vậy thì chị sẽ chọn nữ hoàng Elsa. Nữ hoàng của chị thì có một đôi bút màu xanh trong suốt cùng với bông tuyết ở phía trên, rất là xinh luôn. Bây giờ thì hai chị em mình sẽ cùng nhau mở hộp nha. Dạ. Em có thấy dễ thương không nè? Dạ dễ thương. Chị nhìn Anna của em nè, có tóc dài màu đỏ với lại mặc thêm áo choàng màu tím nữa đó. Còn Elsa của chị thì có một mái tóc dài được thắt phím rất là gọn gàng, với lại còn có mặc một bộ đầm màu xanh được chuyển phím ở phần chân váy nữa nè. Em có thấy dễ thương không? Dạ dễ thương. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ để hai bạn nhỏ này qua một bên. Ok. Bây giờ chị sẽ mang về cho em nha. Anna ơi, mang về nào. Xong rồi nè. Em cũng xong. Hai con chú của tụi mình xinh đẹp quá ha chị Nguyễn Anh. Đúng rồi đó. Mà theo chị biết thì trong bộ đồ chơi Frozen 2 Check Pacific còn có một phiên bản nữ hoàng Elsa cực kỳ là thú vị luôn. Em có muốn biết không nè? Dạ muốn. Đâu rồi ta? À đây rồi. Ta-da! Nàng Elsa siêu đặc biệt của tụi mình đây rồi. Bây giờ thì cùng nhau mở hộp nha. Dạ. Bây giờ thì tụi mình hãy cùng nhau khám phá bạn Elsa siêu đặc biệt này nha. Dạ. Bạn Elsa ở phiên bản này thì vẫn xuất hiện với một mái tóc dài được thắt phím rất là quen thuộc. Bạn được mặc một bộ đầm màu tím lấp lánh tựa như những màn sao. Nhìn kỹ thì bên trong còn có những bông tuyết được in kìm trên nền vải phi bóng nữa nè. Em nhìn nè, trên ngực áo của Elsa còn đến một viên ngọc bích cực kỳ nổi bật luôn. Khi mà mình ấn vào viên ngọc này á, thì chiếc váy của Elsa sẽ phát sáng nè. Kèm theo đó là cô bạn sẽ nói những câu thoại nổi tiếng trong phim Frozen 2 và hát một bài hát Into the Unknown. Em có muốn ấn thử không? Dạ có. Wow, chị ơi, chiếc đầm đang phát sáng kìa. Into the unknown. Đẹp quá hả chị? Đẹp lắm luôn á. There's an adventure waiting for me. Would you like to come along? Listen, there's a song in the air. I can feel it. Quick, push the gem so we can find out. Và đó là những câu thoại rất đặc biệt và nổi tiếng của Elsa trong phim Frozen 2. Còn bây giờ thì xem nè, đầu của Elsa được lắp qua lại rất là dễ dàng. Tay thì cử động rất là linh hoạt luôn. Mình cùng xoay Elsa một vòng nào. Wow, đẹp quá chị ơi. Công nhận là phiên bản Elsa này thật là thú vị em ha. Dạ. Còn bây giờ thì tụi mình cùng nhau khám phá bộ búp bê Another Whispering nha. Còn rất là nhiều đặc biệt đang chờ tụi mình đó. Ta-da. Đây là bộ búp bê Another Whispering nè. Em có thấy dễ thương không? Dạ dễ thương chứ. Yeah, mình có Anna nè, Spen nè, Olaf thật đáng yêu. Bây giờ mình cùng mở hộp nha chị. Wow, chị Quỳ Anh ơi, em thích bạn Anna này quá, bộ đầm của bạn rất là dễ thương. Ừ, đúng rồi đó, Anna mặc một chiếc đầm rất là rực rỡ. Phần chân váy có in hoa nhẹ tay nè, phần áo có in một họa tiết. Ngoài ra bạn còn khoác thêm một cái áo choàng rất là lấp lánh nữa. Xoay một vòng nè. Wow. À, chưa hết đâu nha, ở trong mỗi đồ chơi này mình còn có bạn Sven nè. Đây là Sven, không biết các bạn nào nhớ tới Sven không ha?
riêng Quỳnh Anh thì Quỳnh Anh rất là thích luôn á. Vì đây là chú tuần lộc đáng yêu, là người bạn thân của Kristoff. Để xem, Sven được khoác một chiếc áo choàng màu xanh dương cùng với chiếc yên. Anna, chúng ta có thể ngồi lên. À, mình chờ ơi lắm, ngồi lên luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho Anna cửa Sven đi thám hiểm nha. Dạ. À chị, em muốn thích bộ này lắm nè. Em muốn mở bộ này từ lâu lắm rồi đó. Bây giờ thì tụi mình hãy cùng nhau mở Anna and Kristoff Proposal Gift Set nha. Wow! Em nhìn nè, Kristoff ở phim Mỹ Ngày được mặc một bộ lễ phục trang trí rất là tinh tế luôn á. Tay chân của Kristoff được cử động rất linh hoạt luôn nè. Đầu của bạn còn có thể lắc qua lắc lại nữa. Bây giờ thì mình cùng nhau xem Anna nha. Dạ. Wow, Anna ở phim Mỹ Ngày rất là lộng lẫy luôn. Anna được mặc một bộ lễ phục của xứ Arendelle. Wow, bộ lễ phục này được trang trí rất là đẹp luôn. Có chim tiếng lấp lánh nè. Tay chân của bạn cũng được cử động rất là linh hoạt. Đầu thì có thể lắc qua lắc lại. Wow, mái tóc dài màu đỏ quen thuộc của bạn hôm nay cũng được búi lên, rất là kiêu kỳ luôn. Xoay một vòng xem nào. Wow, đây là chiếc đầm đuôi cá đó nha. Chị ơi, còn đây là nhẫn tính hôn của họ nè. Chị đeo cho em đi. Được rồi. Bây giờ chị sẽ làm Kristoff, còn em sẽ làm Anna nha. Dạ. Hỡi Anna xinh đẹp, nàng có đồng ý làm vợ của ta không? Dạ có. Mình còn có một cái bàn trang điểm nữa. Chị ơi, cái này là gì vậy? À, ta-da! Đây là hộp nữ trang Frozen. Và điều đặc biệt là hộp nữ trang này còn có một chiếc nhẫn hình bông tuyết đi kèm nữa. Em nhìn nè, đây là ngăn kéo. Tụi mình có thể cất nhẫn vào, cất kẹp tóc vào. Đây là một cái nút. Khi mình ấn vào cái nút này thì một bản nhạc sẽ vang lên. Em thích bài hát này quá chị ơi. Em thấy không? Ở đây mình còn có nguyên một bàn trang điểm rất là đẹp luôn. Bây giờ tụi mình cùng nhau khám phá nha. Dạ. Trong bộ bàn trang điểm này thì tụi mình có hai chiếc lược nè. Hai chiếc lược rất là dễ thương. Còn có một cái cài tóc nữa. Còn có một cặp kẹp bông tuyết nè. Rất là nhiều đồ trang sức luôn. Đây là trang sức mà chị chuẩn bị riêng cho em đó. Còn bây giờ thì em nhắm mắt lại đi. Em mở mắt ra đi. Wow, chị và anh ơi, em được thành em sao rồi nè. Chị ơi, chị có thể làm tóc cho em giống như em sao được không? Đơn giản thôi, để làm tóc cho em thì chị sẽ sử dụng bộ làm tóc bên kia. Em lấy giùm chị được không? Được. Ta-da! Đây là bộ dụng cụ làm tóc siêu tóc của Frozen 2. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau khám phá xem bên trong có gì nha. Ta-da! Và bên trong chiếc hộp này thì có một cái máy uốn tóc, chiếc lược, lô cuốn làm xoăn tóc và còn có các cài, kẹp để làm trang trí tóc thêm đẹp. Và đây là một tờ giấy hướng dẫn. Bên trong đây có các bước hướng dẫn làm tóc để mình có một mái tóc đẹp hơn. Bây giờ thì chị làm tóc cho em nha. Dạ. Thank you.
đi mở gương ra xem tóc có đẹp không nha. Dạ. Điều đặc biệt của chiếc bàn trang điểm này là ở đây có một nút trắng. Khi mà mình bấm vào đây á thì chiếc gương này nó sẽ phát ra nhiều bài nhạc đó. Bấm. Đây là bài hát em rất thích đó chị. Ở trên đây còn có hình nữa nè. Tự chuẩn bị cho tụi mình đó. Vậy là hôm nay tụi mình đã khám phá xong các phiên bản búp bê của bộ sưu tập Frozen 2 Jack Pacific rồi. Em có thích không nè? Dạ thích chứ. Em cảm ơn chị. Linh Đan ngoan quá. Bây giờ thì tụi mình cùng tổ chức tiệc trà thôi. Nhưng trước tiên là mình phải chào tạm biệt các bạn nhỏ của kênh Teeny TV. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Teeny TV để theo dõi các video hấp dẫn tiếp theo nha. Bây giờ thì Quỳnh Anh và Linh Đan xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bấm đăng ký kênh để nhận thông báo xem video mới nhất nhé.